Sáng nay 13 tháng 1, tại Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 738 tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ là hạ sĩ quan, binh sĩ công tác trong đơn vị, đội K-73 và các phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự. Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự. 100% quân nhân xuất ngũ được hưởng đầy đủ chế độ tiêu chuẩn chính sách theo quy định của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh, quân nhân còn được nhận trợ cấp tạo việc làm, thẻ học nghề miễn phí. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các trung tâm dạy nghề, công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn, hướng nghiệp sẵn sàng tiếp nhận vào học tập làm việc. Nhân dịp xuân về Tết đến, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng mỗi quân nhân xuất ngũ một phần quà Tết và quan tâm chăm lo công tác hậu phương quân đội đối với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các quân nhân được xuất ngũ đợt này khi trở về địa phương cần tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của người quân nhân cách mạng, thật sự là người công dân tốt. 2 năm học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông quân sự, tính kỷ luật, khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới. Cảm giác của tôi lúc này là rất vui mừng và phấn khởi, kèm theo đó là một chút bồi hồi xúc động. Bởi vì vui mừng là vì sắp được về sum họp với gia đình trong dịp Tết năm nay. Bồi hồi xúc động là bởi vì sắp phải xa những đồng chí đồng đội mà mình gắn bó. Tôi cảm thấy biết ơn quý thủ trưởng, các đồng chí đồng đội, các anh chị em trong toàn đơn vị vì đã giúp tôi rất nhiều trong lao động, công tác, học tập và phát triển bản thân. Trước ngày xuất ngũ, các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đơn vị tổ chức liên quan chia tay đầm ấm, thắm tình đồng chí. 2 năm gắn bó để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, tình cảm đẹp giữa người trở về cuộc sống đời thường và đồng đội đang tại ngũ. Sau lễ tiễn trang trọng, nghĩa tình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đưa 476 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ và được địa phương đón tiếp chu đáo.